Xin chào cả nhà nhé. Biển Dâu lại xin chào cả nhà. Đây là một buổi chiều, chúc cả nhà vui vẻ, buổi tối cơm ngon miệng, hạnh phúc. Mình hôm nay lại lâu lắm rồi, hôm nay mình lại làm cái clip này đặc biệt lắm. Món ăn này nó hơi đắt tiền. Đấy. Lại làm 5 cân ốc nhồi nhá. Ốc nhồi là giá 90. Đấy cả nhà. Thì là cái thằng cháu Chiến lấy hộ. Đấy. Ốc nhồi mà chặt ít đi xong bắt đầu là xào xả ớt nhá. Đấy, xào xả ớt theo cách của anh em thì mình. Món ăn làm 5 cân. 9545 450. Đấy. Lâu rồi không ăn cái món này. Ốc nhồi xịn sò nhá, người ta nuôi ấy chứ không phải là gì đâu. Không phải là ốc bươu vàng, đấy nó rõ đấy. Còn ốc nhồi. Thế bây giờ mình xuống bảo nó rửa sạch đi, xong bắt đầu là chặt đít ra, xong bắt đầu là mới xào xả ớt cho non bia, gọi là xào theo cách của mình. Đấy, còn món ăn thì nó rất là nhiều kiểu, mỗi người làm một kiểu, cả nhà cũng nhận đâu. Xong bắt đầu là xuống rửa đít, chặt đít ốc nha cả nhà nha. Buổi chiều có tí gió mát râm râm rời sướng hẳn cả nhà. Nấu mà ít lá chanh cho cả nhà. Nó tuyệt chủng rồi. Đấy, cô cháu nó đang tranh luận mà ngày xưa đi thì ốc nhồi thì đi hái dòng muống cũng bắt được một bữa, một rổ không hết. Đấy, mình sẽ nó chanh xuống để xào cho thơm. Đây cả nhà. Đây là ốc nhồi. Ôi chặt to quá. Chặt to thì nó chặt, bữa biết rồi nhưng chặt to quá nó đây, chặt ít đi để xào xả ớt nhá. Đây ốc nhồi nha cả nhà nha. Đây mình lại so sánh cho nên để các bạn trẻ nào chưa biết thì để gì này. Đây, còn riêng con ốc nhồi nhìn nó thế này, cái đai cái tang này rất to. Thì xoáy một hai xoáy đi đâu. Nhìn nó khác ngay đấy, nhìn cái mặt nó đây này. Còn con ốc vàng, bi vàng nó khác, nhìn này, nó cái tang này nó nhiều hơn một tẹo. Đây này là ốc nhồi nha, nhưng bây giờ là phải nuôi thì mới có. Ở ngoài đồng nước ô nhiễm nó không còn nữa đâu. Đấy. Đồng bông thì cứ lên cầu thang ngồi trên cao dòm xuống. Quan ăn trứng nuôi nội ác thế cả. Hai quả. Đấy. Đấy. Con bông này hôm qua ăn hết hai trứng quả với trứng nộn nữa cả nhà, khiếp thật. Ăn ngay đi. Con bông đáng yêu. Nhiều người không phân biệt được ông. Nói thật luôn đấy. Ốc bi vàng ốc nhồi đúng Chiến nói rồi, nhiều người không phân biệt được luôn đấy. Cả nhà về đi thay thái xả xiếc cả nhà, xong bắt đầu là xào luôn nhá. Diễn cho nó sớm. Đấy cả nhà, cháu đang thái xả nhá. Đấy. À tao lấy cây gừng tươi nữa quên. Nhìn rất là ngọt. Để cho bông gừng không? Không, cái này chỉ lấy gừng thôi, cho là xào là ăn thôi, không cần nước chấm, tại sao gọi xào cho vừa vặn. Đấy, ăn kiểu của mình nó như thế. Ốc xào xả ớt mới lại cho một lon bia nữa mà. Tao gọi cho thằng bố mày xuống luôn. Ở nhà đây là xả ớt này. Lá chanh này. Xả ớt lá chanh nhá. Đây là mình pha tiện thể pha luôn bát nước chấm thần thánh này để chấm thêm. Đấy cả nhà. Bây giờ là pha xong làm xong cái này bắt đầu mang đi xào xả ớt nhá. Bây giờ mình sẽ pha bát nước chấm trước. Ớt với lá chanh gọi là nhạt thì chấm thêm. Chủ yếu cái loại này cứ để xào mút là xong. Bây giờ bác mày bật rồi. Bác sẽ cho mì chính vào đây. À, quên, mình sẽ cho mì chính của bác đang nói với thằng cháu. Cho ít thôi. Đấy. Thôi là vắt chanh nhá cả nhà nhá. Rồi làm để chấm thêm. Đấy, muối là muối gì? Muối để làm gì? Đá cho vào đây. Cho nước mắm này nữa. Xào cái đi. Rồi. Bắt đầu khuấy cho nó tan đi đã. Làm rất đơn giản mà ngon nha cả nhà nha, chứ không nạm giúp nhiều. Đấy. Rồi, bây giờ mình cho nước mắm vào. Tùy theo mặn nhạt nha cả nhà nha, đây cái khâu quan trọng này. Đấy. Thích ăn nhạt thì cho ăn nhạt, mà thích mặn cho ăn mặn. Đấy. Vậy là đã xong cả nhà, mình sẽ mang xả ớt đi xào nhá. Đây này, ốc đã đập đít hết rồi nha, rửa sạch cọ sạch sẽ đập đít rồi, xào thế này nó ngấm gia vị nó rút vào đấy. Đấy, cả nhà hôm nay mình xào bằng dầu nha, không chơi mỡ lợn nữa. Từ nay nó nhảy nữa đi.
nhiều quá. Ốc nhồi xào sả ớt với lại măng nhá, măng chua. Đấy cả nhà. Dầu đã già rồi cả nhà nhá. Dầu đã già. Dầu. Đấy. Đấy, ớt này. Ớt tôm nữa. Chín lá chanh cho sau nhá. À, quên dầu vàng. Hay nói lắm, xả xả ớt đã vàng, bây giờ mình sẽ cho ớt vào. Được chưa? Tuyệt vời chưa? Ui dồi ôi. Nó sồng lên mũi quá cả nhà. Tuyệt vời mà trời nhá. Xào cái này đáng nhẽ phải mang chỗ ngoài rộng hoặc mang cái trần xào ấy cả nhà. Xào đây nó bay trong nhà sẵn đấy, cái được còn đấy, còn nó đã săn rồi này. Đấy bây giờ mới cho nó săn tí nữa nữa. Đầu bếp biển hôm nay làm món gọi là ốc nhồi xào sả ớt với măng chua nhá. Đấy đẳng cấp rồi. Đằng bây giờ mình sẽ cho măng chua vào cả nhà, măng ớt muối chua vào. Đấy. Cái này nó xào nhiều kiểu lắm, còn xào mẻ nữa cơ. Đấy. Nó cứ phải để từ từ. Mình sẽ ăn cái măng này mới ngon này cả nhà. Đấy cả nhà, bây giờ mình sẽ cho gia vị nhá. Đấy. Mình chính này, mình chính. Cho ba xe à. Đầu bếp biển làm đấy. Để cho bột canh này. Đấy. Và không thể thiếu được muối, nước mắm cho thơm. Thế thôi nhỉ, tí nữa đi. Đấy, cho thơm nhá. Mình đảo đây cho nó ăn mắm với mắm luôn, xong rồi mới cho bia vào cuối cùng. O o một tí. Để cho nó xào nó sệt ạ. Thơm quá cả nhà. Ý là cái măng này cũng ngon này, tại mình ăn nhiều thì mình biết rồi. Xả ớt với măng. Ngon quá cả nhà ơi. Cho thêm vào nó bia đấy cả nhà nhá. Cái này xào nó chín lắm, con nó cạn sụt sạt đi thôi. Đấy sôi bục thơm lắm cả nhà luôn, làm rất chi là thơm ngon. Xào cho nó săn lại cả nhà. Cái bếp ga này mới lại cái chảo, cho vào cái chảo nhôm rồi xào nó nhanh hút hết nước đó. Xào xào gang kia thì phải lại dán. Nhổ ngọt thế. Đấy đã chín cả nhà, xong bây giờ mình sẽ cho lốt đá chanh các ớt ít vào nhá. Đấy xong, thế là đảo đều, nên là mời cả nhà để cả chảo này ăn với này anh em bác cháu mình nha, là ốc xào sả ớt với măng chua nhá. Đấy, làm theo cách của biển Nguyễn Ngọc, làm này ăn để cả chảo luôn, ăn nó dân dã, chia sẻ cả nhà nó mới tự nhiên gần gũi được, nó thực đời thường thực tế được. Khách quan hoặc là này nọ thì là không thể để ăn kiểu đấy được, cả nhà cũng vậy đâu. Đã xong. Thơm quá cả nhà. Cả nhà. Cho để nuôi cà chảo này ăn trong mâm nhá. Đấy cả nhà, bắt đầu là tiếp tục mời cả nhà và ăn cùng với anh em mình nhá. Ốc nhồi xào theo cách của biển nhá. Xả ớt rồi là măng chua, bia hơi. Nào mời cả nhà đây. Mời cả nhà đây. Ăn uống là rất là dân dã nhá. Này chùi nước lắm này.
Đấy, để luôn cái bát đánh chấm vào đây. Đấy, vua đi đòn, bắt đầu thánh nghịch vua đi đòn. Wow. Cái này là phải hút đập to quá chết ạ. Ta bảo đập nhỏ được nó tích nhưng hút đi tụt phát nó sẽ ngon. Nếu mà đập bé bé là mình hút được này. Đấy. Đấy. To quá. Mời cả nhà. Đây, mời cả nhà đây. Úi giời đấy, sướng đời ta điện chứ. Ngon. Nó ngọt chưa? Đây là ốc nhồi đấy nha. Cảm nhận cái vị ốc nhồi chưa? Ngon hơn ốc núi à? Chuyện 90.000 cân đấy ông ạ. Ngon hơn nó kia, ngon hơn ốc núi. Ốc này là đứng đầu bảng nhất. Còn ốc nát này, ốc nứa này, ốc này, ốc này. Cái ốc nhồi này truyền thống ngon nhất. Húp cả cái nước này ngon lắm. Ăn cái măng này mới ngon ở chỗ tồn này. Cái măng ngon. Mấy khi lần qua ai có măng cua nữa. Mùi măng ngon lắm mà chiến ạ. Wow. Thánh nghịch vua thì đòn trầu này đang quen trên hình nó đỡ thiệt hẹn ở trước là nó hay thẹn lắm. Nìa máy mà nó là nó chạy. Thế ăn quán luôn đấy. Ăn nhanh lên. Năm nay là sang năm phải lôi cả nhà vào ngó mặt không. Thế ăn đi, xem là ăn nó như nào để lần sau còn hôm nào lấy nương làm một yến mà xào cho tô nó ăn. Chắc là ngon hơn ốc núi rồi. Quả nó bằng ngon hơn ốc núi. Ừ. Nước đấy là nước ngọt đấy, mày không ăn nước ngọt là phí. Mua cả dây để cho tôn. Đổ mái nhà thì là toàn những là nắng đẹp rồi. Mưa phùn như vậy là xong là chiều nắng. Bây giờ thì nhà ăn rồi. Đập to này là không dít được. Nó hết hơi. Hết hơi à? Không đủ hơi dít này này. Đập to quá. Đấy, có hơi. Xong là mất hết nước mà. Bảo tao bảo đập nhỏ, tao làm cái này nhiều, tao có kinh nghiệm rồi. Ngày xưa đã ăn đủ trò như ngày đấy, chưa nào quay video thôi. Ốc nhồi xào với măng riêng ăn cũng ngon. Ốc nhồi này là còn xào với mẻ nữa. Mẻ với tỏi thơm ngon lắm. Ra với mẻ thì nó cô sệt sệt lại. Nó đập cái lỗ nhỏ nó ốc đồng ngày xưa cũng là ngon rồi. Úi giời này nói ốc đồng ngày xưa bỏ nó dễ. Ngoàm cứ thế này luôn. Đấy. Ngọt chưa? Cảm giác ốc nhồi ngày xưa đấy. Chắc phải 20 năm nay rồi mới ăn. Lâu rồi. Ở nhà quê chồng con bây giờ là phải đi mua, còn trước thì ăn suốt. Trước em nhớ là nướng. Nướng. Bây giờ kiếm ở đâu ra? Những cái chân đồng cánh mặn ngày xưa mày nó thét thả vịt trong ra bắt nó lại thì nó cặn cặn đến nướng ăn thôi rồi. Úi giời. Nếu mà so cái khoảng... móm mà nhai ốc nha có vẻ ngon đấy. Bây giờ bú răng rồi. Uống hết rồi. Nhà thế lại nên rồi mấy khi chào mừng cái món ốc nhồi xào sả ớt với măng chua của ốc biển. Bia nữa cơ. Gia vị thần thánh lắm. May hôm nay nắng mình tập thể dục không uống được. Ây da. Không, nào làm đi trứng vậy không à. À nó nói được rồi. Nó dẻo lắm. Thì mua khoảng 150 tiền trứng thôi. Căng ve. Không có tên nước ngọt. Ủa ấy, tướng lên nước ngọt cho cháu uống ngay. Ở trong ngăn gì đấy? Ngăn mát à, ngăn đá. Ngày quên rồi. Theo đứng lại lấy cốc ra hai ba thằng này nó uống để ngăn mát đi rồi, ngăn ta để trong ngăn đá. Theo đổ ra quán. Em khát quá. Mua vào đấy, không mua mà mua vào nó vứt mẹ đây, ta phải bỏ ngăn đá nó. Mặn ngon. Hôm nào chú lại làm một yến về ta mẹ cho chế làm rồi xem. Cháu bộ xong mẹ ngon. Mẹ nướng cho ăn chút chua. Ngon. Với nước canh ngon. Ui dồi ôi, cứng rồi đấy. Tuyệt vời rồi, chả luôn. Con này là không được tập ít này. Vẫn còn sót con còn được tập ít là sót. Nếu mà con đấy là được nước ngọt. Cũng là ngọt của nó là chú tôi đấy. Cũng ngọt đặc biệt của cái hương vị của con ốc. Xuống bát rồi, thì bớt cả. Lại hết đi. Món này ăn sườn tốt rượu lắm.
Món này ăn kiểu là đúng như thằng cố nhỉ. Không phải nói đúng thông thằng nấu ăn cố kiểu anh em mình ăn cũng đặc cấp. Ăn cháo hết. Còn bình thường một bộ đấy mà xào có gọi cả xóm cả họ đến ăn. Nếu xào kiểu như mình. Cái xào to mà nấu cái bộ đấy ăn không ngon. Thế nhưng nấu kiểu hôm trước nhà ông quản đây chiến hiểu không? Đấy, ăn vẫn ngon mà. Tao tính như khổ là thích thì chết. Nó dễ ăn, ăn kiểu làm sao, dễ ăn sao, sao người ta nghĩ ra cái trò này ăn ngon nhỉ? Là mình cho vào nó vừa nóng ăn nó vừa giòn. Cháo đầy. Không làm sao mà nhớ sao mà đập nhỏ thôi, này này, cái này con thì thêm cũng dẫn được rồi. Thế nước to là mình không biết được. Như này cháu này cầm xìa đây, mới có xìa chưa? Có. À, như này này, đấy, 5 lít xìa này mà dư vào một áo khổ quá. Băng như này. Mình sẽ mang lên xuống. Ông này bỏ cái đi đi. Vâng. Hôm nay bỏ đi nữa thì thôi, cái này chỉ có đi. Nó đặt chân ở cái vị là nó ăn gì của đấy. Ông này nó có gì đâu. Không có gì. Nó nói nhưng mà đi chết đứt có đi nữa thì thôi. Cái này là mắc mà... kiểu tay. Đấy mà mắc còn đập trứng là cho ăn gì đấy. Để phát ngâm hốc đập trứng là toàn trứng rồi ruột rồi đấy, trứng gà, xịt. Mỗi lần chúng tôi đi, chúng tầm này nó bớ nên cũng không được uống. Tầm này cứ đi làm nhiều rồi mới tiền đình. Sướng quá tiền đình. Tiền đình đến nơi rồi. Cũng là chuyện. Mấy cái có một cái đặc vị, cái ngon riêng cháu chiến hiểu không? Cái này mà có tô cơm nắm đẩy đây, cái này bố đời luôn. Cơm đặc trưng, cái ăn cái này nó rất tốt, tại nó có xả, nó có toàn cái vị gì này. Đi đâu? Đi đâu? Đâu? Đi đâu? Nó ăn hết thì... Đi nào? Đi đâu? Trong nhau. Nó là kem đấy. Ngon đấy, đầu bếp biển đấy, đầu bếp biển đấy. Phó đầu bếp Theo và Chiến và Bùi Toản. Bùi Toản thái xã đang huấn luyện thì là được đường gần rồi. Đấy ăn hết. Ngon như thế, hoàm tất. Hoàm. Còn ngon cắt. Ăn hết được. Nó mù nhỉ thế. Nó có à. Để nó phân ngắt không. Đấy. Đấy. Mà thằng này cái ruột này rồi, một trứng này. Đây nó không phải nhớ cái vàng này. Trứng là trứng non. Khi nào chấm à? Không chấm thì thôi. Tùy. Một thằng này nó có hai xiên à? Hai xiên. Ba xiên luôn. Ui ôi. Không thằng ấy nắm cái quả nữa. Mảnh này. Đang bảo đến người thôi. Không biết rồi. Cái gai nó khác. Thế nhìn thấy cái gai nó khác. Đồ đây cả nhà, đồ chấm, đồ khêu ốc này, toàn loại hàng vip. Món ăn đắt đỏ lại cái kim khêu cũng vip vip vip. Ngon quá cái này. Đây đây đây, sao gà cho bác. Có nhiều người làm mà đổ là cái này ngọt thế mà còn lốt nhỉ. Không biết. Tôi làm ba rồi thì biết. Có nhiều người cũng biết. Đúng nào. Cô ăn cái gì đấy ngon. Ừ. Ăn thịt cuối đông có lấy cứ ngon. Mốc. Tiếp nước này. Từ từ nó hôi ăn ngon đấy. Không, bắt đầu nó có mùi hôi của kiểu xoan xoan rồi. Có gì mà. Ừ. Nhưng mà nó có thấy mùi gì đâu. Mày có làm đâu mà biết mà chỉ cái lấy bữa ngồi mẹ ăn nó đã thành một sản phẩm rồi. Sao sao nó quá ngon. Nhưng mà món ăn lại đắt đỏ, thịt hoa. Mùi nào mày có là tao sẽ mua tại chợ Tân Than. Tao vừa điện rồi, tao bảo tao ăn thì bảo thôi để giảm. Nhưng mà có hay không nữa? Không có, ông vừa điện thì tao bật ra ngoài không nghe đấy. Bạn đó là mùa mẹ lật mán ở đây được. Không nói hỏi mua được rồi quay nướng. Mua tinh vào có lần nữa để toàn mỡ là mỡ. Con bán trước kia bán là luôn. Buộc phải thế này là. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Ây da. Cái hát thôi. Ủa đấy, con đấy quay lâu lắm. 20 cân là nó to rồi. Có 20 cân là nó to.
sườn to rồi đấy. Điều cơ bản là ai là người ngồi quay được? Quay thì nhìn cái thịt ra xong bắt đầu là tôn kịp được cái gì để cần lập. À, ông làm được hết nhưng mà... Bộ nội tạng là... này thì như nhím bộ nội tạng là làm tiết canh, còn là xào nhồi nấu ăn luôn. Còn con cái con quay nướng ấy này, để là ăn xong là người mới có sức ngồi quay được. Chiều. Có lịch rồi đấy, thì hiện kể cả ngày mai. Đấy, không ăn à? Ngày mai gửi xem. Bác không ăn thì kệ bác. Không ạ. Ô, kính mời. Thôi ăn ngon mà. Ở nước để biết. Ngang, các vừa mò ngoài đồng về. Cá sôi về phát cá chuối hết. Rô phi nó về phát là rô ra hết. Nội dung là mình cũng phải nói là vừa là nó như thế, vừa là con người mình nó thông minh hơn. Ta nhìn cái con ốc đấy thì bé nhỉ. Đấy. Nên mới tuyệt chủng. Chứ tờ đám ông giết nhỉ. Xong rồi mình không có gì cấu dòng về. Nhưng mà cấu dòng đó về. Cái thời cậu là thể hiện của không ba nếu ra đồng mà nhìn là không biết được. Riêng từ cái tuổi toán là này đúng về bỏ con đó bi vàng rồi mất bi nhồi mà chọn mà bảo nó nhặt ra đâu là bi vàng này mất tiền là chích luôn không ngọc nữa không nhưng bây giờ ra chợ rồi cho biết thôi không biết được đâu ốc bi vàng về đây hỏi biết làm sao được tôi đóng nhồi con vàng chứ bọn này ví dụ là luôn từ cái tầm cái 20 tuổi rồi nói luôn kể cả ví dụ này trừ những người nhà người ta nuôi hoặc là dân người ta nó dân nó có con đàn cần hỏi nhá con thứ hai đúng rồi mẹ hai con ốc này thôi bỏ ra đây cho nó ăn thử nó còn không biết được ừ đúng rồi đấy chưa nói gì đúng rồi cái cảm nhận có ông nội khác ông mới bảo là để cho ăn để cho mẹ cảm nhận là bỏ ra cho ăn còn không biết chứ quả nhìn nhìn nó con giống nhau cực kỳ bé lớn nó được ăn đâu thế mới bản này thế cho nên phải ăn phải nhìn cái vỏ là mới cảm nhận cái vị ngọt của con ốc như nào và ăn con ốc qua vị vàng ra sao đấy nên phải có ăn phải tinh nhanh vào nếu ra chợ hoặc là chúng phải đi ăn nó nửa bọn này ăn 100% biết làm sao mười con ốc bưu vàng à con ốc nhồi bé ra cái bọn này cái sùng sụp ra tối ra thị trấn đấy không ăn phải ốc tươi luôn thì xào mới là nước cốt dừa ông nhờ ốc xào dừa ốc nhồi xào dừa ta đi ăn chúng nó là ông biển đi cùng với cháu ra cả ông viên vàng tao gọi cho quán vào đây là ốc nhồi à nó bảo thỉnh thoảng có con nó lẫn nó rao rồi bây giờ 10 cân cho mẹ nó 3 cái cân ốc nhồi đấy ốc viên vàng bé vào không phát hiện được sao là nó lại xào sột sệt với nước dừa có dừa nó sột sệt đấy nào gặp các ông biển thì bảo là ai như ông thế nó chửi chó nhỉ cái đây còn là 16 năm ấy thì nó rất nhiều đâu. À, 90.000 một cân ốc nhưng mà nó cho nên 3 cân nó cho 1 cân mà biết mức mắt cái bọn này thì thế nó ăn đâu. Nên Hà Nội ăn 4 ốc. Ấy giời ơi. Thì 4 ốc toàn là quê nhà mình, anh chị em nhà mình toàn là dinh nhẹ. Ăn 4 ốc đấy, nếu mà dân người ta có tiền người ta tự sự dân lên bằng gốc để nguyên cả con này này, cho đến nó kêu ra. 4 ốc Hà Nội chỉ ông đi bạc. Còn cái dân đã, còn như dân mình bắt bán ruột cái đấy thì ông bạn. Ốc bưu vàng thì nhà Hà Nội. Ông bán Thái là vàng thì mình cũng thấy nó mang đi đâu mà bao nhiêu mang lên đây là cũng nhưng mà dân người ta dân nó sành mỏ thì là cũng phải để quả có tươi luôn đấy nó kêu ra cho lên rồi lại mời cháu là tối này là lắc rồi đêm có thằng bác có ngủ mát bác còn nhớ rằng bác không ngủ nổi lên rồi lợn mỡ nó không biết bao giờ đấy lợn mám lợn mỡ nó đấy ăn cả con như mà như mình dân mình ăn là được nhưng cái bọn này nó cũng phải là chả giống bọn nó còn nó còn là như nó ỉ nhưng mà được cái mỡ đấy của nó là ăn nó không ngán không ngấy dưa chua mà trước ngày dưa chua nó lại dưa khỏe nó lại dưa nhưng mà ăn cái đấy với dưa chua ngon không với cả một cái ăn xiên mà cái giật đấy như kiểu quay vàng thế rồi thì nó ra hết mỡ rồi nạc quát quá người ta qua giờ tắm nạc thế rồi còn bình thường là nước chín tới ăn là nước chín được tới là được nó ăn nó ngọt tới như tốt tốt lắm mà không ăn được khẩu vị các cháu bác cũng phải thấy là bác khổ quá bác ăn nóng cái nhai như là cá mực cháu lại càng lên lớn tới nhập
Cả trăm khối lồng. Thì cái uống cho tôi uống. To. Đấy, thấy không? Trường này đổ ngon đấy mà gặp ông Thuy trước mẹ mà. Thôi video hôm nay là mình là chia sẻ với cả nhà này. Ốc nhồi nhá. Xào xả ớt với lại măng ớt ngon lắm. Bạn nào chưa ăn cái làm giống kiểu người nào rất đơn giản mà ngon. Còn cái món này nó xào nếm kiểu lắm. Xào mẹ tao biết là nói chung khẩu vị của mỗi vùng miền hai nhá. Của trong một gia đình này có ăn mỗi người cái khẩu vị khác nhau mà. Thôi video có thời lượng nhỉ. Xin kết thúc video cả nhà chào cả nhà. Cả nhà đi sau nhá. Nhưng cả nhà rất nhiều.